Xe buýt ngang ngược cướp hết làn, tài xế mắng chửi, Hà Nội Bus lên tiếng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày 10 tháng 8, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe buýt của công ty xe điện Hà Nội đi lấn hết làn đường ngược chiều. Tài xế còn kéo cửa văng tục chửi người đi đúng làn đường. Sự việc gây bão mạng. Sáng 12 tháng 8, trao đổi với phóng viên về sự việc này, một lãnh đạo trung tâm điều hành giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xác nhận đã nắm được thông tin. Vị này cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với lái xe buýt này. Hành vi của lái xe buýt là hoàn toàn sai, nên chúng tôi lập biên bản trừ lượt đối với đơn vị quản lý lái xe buýt. Đây là hình thức xử lý vi phạm cao nhất vì người lao động vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị công ty cổ phần xe điện Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động, lái xe có hành vi chửi người đi đường sau khi đi lấn làn đường, có biện pháp xử lý kỷ luật với cá nhân này. Theo hình ảnh trong clip ghi lại vụ việc, trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám đang bị ùn tắc một chiều, chiếc xe buýt thuộc tuyến số 45, lộ trình từ Tham City đến bến xe Nam Thăng Long, đã đi lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều khiến cho những người đi xe máy đúng làn đường phải đi sát vào vỉa hè. Khi người đi xe máy phản ứng, tài xế xe buýt tỏ thái độ cáu kỉnh, hạ kính lái và thò đầu ra chửi. Tất cả những lời nói hành vi của tài xế đã lọt vào ống kính của người đi đường.